Kính thưa toàn thể quý khán thính giả của chương trình Việt Catholic. Hôm nay thứ bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2011, ngày kỷ niệm lần thứ 63 bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời. Cũng nhân dịp này, cộng đồng người Việt tự do tại Nam Úc phối hợp với cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Nam Úc đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam. Và cũng để hướng về Thái Hà, thắp ngọn nến hiệp thông và chia sẻ niềm đau với Thái Hà, cùng nói lên sự hỗ trợ và sự đấu tranh kiên cường, bền bỉ và anh dũng của quý linh mục, tu sĩ, giáo dân tại giáo xứ Thái Hà trong cuộc bách hại khủng bố càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Trong thánh lễ và cầu nguyện cho nền công lý và hòa bình Việt Nam, với sự chủ tọa của Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm là quản nhiệm của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Nam Úc, cùng với sự hiện diện của các vị chủ tịch, các vị hội trưởng, các trưởng các cơ sở, quý vị gia trưởng và thành viên các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh và gia đình quân đội trong cộng đồng người Việt tại Nam Úc. Trong dịp này, Việt Catholic đã có những cuộc phỏng vấn. Quý vị trong cộng đồng, các đoàn thể, tất cả đã nói lên tinh thần hiệp thông và hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của Thái Hà và đồng bào quốc nội, cầu mong một nền hòa bình và công lý thực sự sớm trở về với quê hương và dân tộc Việt Nam. Đoàn công tránh Phú Lộc. Ông đoàn công tránh Phú Lộc là một người rất kỳ cựu tại tiểu bang Nam Úc và đã nhiều nhiệm kỳ qua. Ông là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại Nam Úc. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý vị. Xin anh gửi lời chào đến toàn thể. Dạ, xin cảm ơn anh Đàn và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của Việt Catholic. Tôi là đoàn công tránh Phú Lộc, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại Nam Úc. Ta đã hiệp thông trong cái thánh lễ đặc biệt hướng về Việt Nam trong cái ngày công lý, cầu cho công lý và hòa bình tại Việt Nam. Và đặc biệt chúng ta cùng thắp nến để hiệp thông với giáo xứ Thái Hà và tu viện dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. Như anh đã biết thì trong những thời gian gần đây, Cộng sản Việt Nam đã dùng mọi cái thế lực cường quyền họ có để áp bức những linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Thái Hà. Nhân ngày quốc tế nhân quyền, anh có thể phát biểu sơ một vài cái nhận định về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của theo tôi nghĩ đó thì cái ngày quốc tế nhân quyền á là một ngày mà để cho tất cả mọi người phải vui mừng. Đây á là một cái sự tiến bộ của con người nói chung. Khi mà quyết định á để nhân quyền đó là một cái điều ưu tiên cho mọi người phải để ý tới, tại vì trong cái đời sống của các quốc gia, trong nội bộ các quốc gia và giữa các quốc gia với nhau, nó vẫn có những cái mà những cái người mà thấp cổ bé miệng, những người mà yếu thế đó thì bị lấn lướt. Do đó đó, nhân phẩm con người đôi lúc không có được tôn trọng, và chính những cái sự xung đột khi nó xảy ra, xung đột quốc tế nó xảy ra đó, nhất là cái thế chiến thứ hai đó, người ta thấy rằng cái nước Đức là một nước mạnh đó, ăn hiếp những nước khác đó. Do đó đó, loài người ta đó nói chung là các quốc gia họ thức tỉnh, và khi mà đặt ra cái ngày quốc tế nhân quyền để cho mọi người phải nhớ rằng đó, là làm cái gì thì làm, dù mình mạnh đi nữa đó, mình cũng phải tôn trọng cái quyền lợi, cái nhân phẩm của người khác, và đó là một cái điều rất là tiến bộ mà tôi cho rằng tất cả mọi người đã phải suy nghĩ về cái điều đó, để mà chính mình đôi khi mình cũng muốn ăn hiếp người khác, khi mình cái thế mình mạnh mình muốn ăn hiếp người khác, mình phải nghĩ lại, phải tôn trọng con người, tại vì mọi người đều bình đẳng với nhau trước mặt Thượng Đế, bình đẳng với nhau trước mặt luật pháp bây giờ, thì không có ai có quyền gọi là ăn hiếp ai hết. Vâng, cảm ơn anh Lộc. Và vừa rồi đấy thì anh đã nói về cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Theo tôi biết đấy thì bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền gồm tất cả 30 điều trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nhưng có hai điều rất là quan trọng mà ảnh hưởng rất lớn đến dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tức là điều thứ 17 thì nói rằng mọi người đều có quyền có tài sản riêng tư. Tài sản của một cộng đồng. Thì như hiện tại bây giờ đó, nếu chiếu theo điều thứ 17 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì Thái Hà đang bị mất những cái mảnh đất cũng như là cơ sở tôn giáo. Thì theo ý anh ấy thì đối với công việc mà Thái Hà bị mất những cái cơ sở đó và bị ức hiếp như vậy đó thì theo anh nghĩ như thế nào? Theo tôi nghĩ đó, không có riêng gì trường hợp Thái Hà, mà trường hợp chung đó, cái gì mà mình đã mất á thì mình phải đi tìm lại nha. Cái trường hợp của Thái Hà thì nó còn đặc biệt hơn nữa. Tức là đó, cái gì mà mình người ta mượn mình á
thì đến lúc cần mình có quyền mình đòi lại. Nó thì cái đó là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên trên cái quan điểm mà chung đó, không cần phải cái người phải biết chính trị gì hết, không cần phải dựa vào hiến pháp hay luật pháp gì hết, cái chuyện rất là bình thường. Một người bình thường bây giờ tôi cho anh mượn tiền hay là cho anh mượn nhà, cái thứ bây giờ tôi cần thì anh phải trả lại cho tôi. Thì ở đây á, cái vấn đề á, nó trở nên trầm trọng cái này nè. Tức là bình thường đó, cái người bình dân, cái người bình thường đó, là người ta coi cái chữ tính là quan trọng. Người ta gọi là nhân vô tính thì bất lập. Còn nếu mình là một cái tổ chức đó, hay là mình là một chính quyền đó, thì mình phải còn giữ chữ tính còn nhiều hơn là đối với dân nữa. Nhưng mà cái khốn khổ á, của cái đất nước của mình á, là mình có một chính quyền đó, là coi như là không có lương tâm. Đi mượn người ta có giấy tờ đàng hoàng, bây giờ đến lúc người ta cần á, đòi lại đó thì mình không trả. Mà chẳng những không trả đó, nó vô lương tâm nó đổ, là còn bày ra cái chuyện á, trấn áp, bày ra cái chuyện á, có cách là vô pháp luật, cho côn đồ quấy rối này kia nọ, tất cả các thứ. Thì tất cả những cái chuyện đó, đó đối với một cái người cho dù người ta không có qua một cái trường lớp, không có biết luật lệ hết á, người ta vẫn thấy cái chuyện là sai. Đó bằng chứng á, là tôi thấy là bây giờ đó, dân Hà Nội đó, họ không phải là những người, không phải là những người công giáo không đâu, nhưng mà họ vì cái lương tâm mà họ binh vực cái chuyện đó, họ bảo là không có làm cái chuyện, làm cái chuyện, làm cái chuyện bậy. Thì đối với lại quan điểm của cộng đồng đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, là ngoài cái tinh thần của đồng bào hải ngoại này á, mình đi mất tự do, mình tìm tự do ngoài này đó, ngoài cái tinh thần của mình là muốn làm thế nào để cho đồng bào trong nước mình có tự do đó, không phải là tự do tư hữu không, mà tự do về tôn giáo, tự do về tinh thần, không phải vật chất không, tự do tinh thần nữa. Ngoài cái chuyện đó thì mình thấy cái chuyện này là cái chuyện không thể nào nhắm mắt bỏ qua được. Là hỏi anh như thế này, là vì với cái cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại Nam Úc này đó, là một cái cộng đồng rất là mạnh về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền. Và trong cái thời gian vừa qua, hay là trong suốt cái thời gian mà anh đứng đảm nhận cái vai trò chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại Nam Úc này đó, thì anh có những cái cuộc đấu tranh như thế nào, hay là đồng bào của chúng ta tại Nam Úc này có những cuộc đấu tranh như thế nào để bênh vực quyền lợi cũng như là nói lên cái tiếng nói nhân quyền cho dân tộc Việt Nam ở tại quê nhà? Dạ vâng, thì tất cả mọi chuyện đó, cái gì cũng vậy, phải có thực thì mới dựng được đạo. Thì cái cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại Nam Úc này nó là một bộ phận của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu. Và trên cái những cái mặt trận mà tranh đấu chung đó, về vấn đề mà quốc tế dân, hay là về những cái chuyện mà vận động mà hành lang cái thứ đó, thì lúc nào là cộng đồng người Việt Âu Châu đó là cũng đem hết sức ra để mà tranh đấu cho những cái chiến sĩ dân chủ ở trong nước, và cho những cái nỗ lực mà muốn xây dựng đất nước một cách gọi là lành mạnh, tự do dân chủ. Trong đó nó có những cái như là khối 8406, hay là những nỗ lực của Hòa Thượng Quảng Độ, hay là những cái cuộc vận động của Linh Mục Nguyễn Lý. Thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt tự do Úc, luôn luôn là minh danh và ra những cái tuyên cáo ủng hộ chúng đó. Nhưng mà một cái điểm thực tế nữa đó, là mình phải kêu là có thực thì mới dựng được đạo. Tức là lúc nào đó anh em trong cộng đồng cũng cố gắng xây dựng cộng đồng nó thật lành mạnh, thật là gọi là vững vàng. Tại vì khi mà mình có một cái thế vững vàng như vậy đó, thì mình có tiếp xúc với lại các chính giới, hay là các đảng phái mà của Úc ở đây đó, hay là những người mà có quyền thế ở đây đó, thì người ta cũng có một cái sự tin tưởng nể nang, và cái điều mình nói ra đó nó mới có một cái trọng lực. Cho nên cái mà chúng tôi nghĩ là bình thường đó, là chúng ta sống đời sống rất là mình cố gắng mình làm cái trách nhiệm bổn phận của mình, xây dựng cộng đồng cho nó rất là lành mạnh, tử tế ha, giữa anh em với nhau không có vấn đề gì hết, và giữa đồng bào với nhau đó có cái sự tin tưởng, thì lúc đó đó mình sẽ có một cái thế, và mình mới thực hiện được cái hoài bão của mình, là mình góp phần đóng góp vào cái chuyện xây dựng cái một cái đất nước Việt Nam mới, có tự do, có dân chủ, nhân phẩm được tôn trọng. Vâng, xin cảm ơn anh Lộc. Chúng tôi cũng thay mặt cho Việt Catholic mạng lưới toàn cầu một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh đã bỏ thời giờ để cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngắn vừa rồi. Trước mùa Giáng sinh cũng đã gần kề, chúng tôi chân thành kính chúc riêng cá nhân anh và gia đình anh cũng như là toàn thể cộng đồng một mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ, thánh thiện. Cảm ơn anh Đàn, và xin cảm ơn kính chào tất cả quý khán giả. Kính thưa toàn thể quý khán thính giả của Việt Catholic, hôm nay chúng tôi đang hiện diện tại trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Turaka
là một cái trung tâm rất lớn của cộng đồng người Việt Công giáo tại Nam Úc, và chúng tôi vừa mới tham dự và hiệp thông trong thánh lễ để cầu nguyện và thắp nến hướng về Thái Hà. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, vì chủ tế cũng như là toàn thể giáo dân cũng như là rất nhiều quan khách đến tham dự cái thánh lễ hôm nay để hướng về Việt Nam để cầu nguyện cho nền công lý và hòa bình tại Việt Nam. Xin hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể quý vị, cô Châu sẽ nói đôi lời để chào mừng quý khán thính giả của Việt Catholic. Dạ, tôi là Huỳnh Hoài Bảo Châu, xin kính chào quý khán thính giả của Việt Catholic. Vâng, cảm ơn cô Châu đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn ngắn tối ngày hôm nay. Thì khi mà cô đến đây như vậy đó, là cô có cảm tưởng như thế nào khi cô tham dự cái thánh lễ vừa rồi tại Puraka, đốt nến để cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà? Dạ, trong buổi lễ hôm nay thì tôi thấy là có rất là nhiều thành viên tham dự cái buổi lễ. Thì tôi là một cái người mà tham dự cái buổi lễ hôm nay, thì thấy được cái tinh thần hướng về Việt Nam của đồng hương mình ở quê nhà, mặc dù là ở rất là xa mà luôn luôn nghĩ tới Việt Nam. Thì cái buổi lễ này nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Dạ, thì tôi cũng thấy rất là vinh dự là có một cái buổi lễ như vậy tại Nam Úc của chúng ta, và để cho đồng vui của mình biết được những cái sự kiện ở bên Việt Nam, mà và qua cái buổi lễ này chúng ta cũng nói lên được cái sự hiệp thông, cái tinh thần gắn bó với đồng bào của Việt Nam của chúng ta. Vâng, cảm ơn cô Châu. Hôm nay chúng ta đến đây đó, chúng ta hướng về quê hương của chúng ta, nhất là hướng về giáo xứ Thái Hà và dòng chú tư thế tại Hà Nội. Hôm nay đó, là ngày 10 tháng 12, cũng chính là lần thứ 63, thì cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được ra đời cách đây 63 năm. Là theo sự nhận xét của cô Châu đó, thì Việt Nam hiện tại có nhân quyền hay không, có tự do tín ngưỡng hay không, có tự do báo chí hay không, và có tự do để yêu nước hay không? Thì nếu mà là một cái người mà khách du lịch mà về Việt Nam bây giờ đó, thì nhìn ở bên ngoài đó thì mọi người chắc thấy là Việt Nam là có những cái thay đổi, có tự do nhân quyền. Nhưng mà đồng bào của chúng ta ở đây và tất cả những người Việt Nam mà quan tâm đến tình hình đất nước, chúng ta luôn hiểu rõ là Việt Nam hiện nay không có nhân quyền. Những cái nhược quyền căn bản nhất như là quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, tất cả những cái nhân quyền rất là căn bản của con người mà đã được trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền công nhận, mà chính nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã ký kết cam đoan trong đó. Mặc dù như vậy nhưng mà họ không có giữ đúng lời hứa. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy là những cái cuộc bắt bớ, đàn áp, ngay cả những người mà chỉ nói lên sự thật mà cũng đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp một cách tàn tệ như vậy, thì chắc chắn là cái chuyện mà có nhân quyền Việt Nam là không có. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô, cũng như là chúc cô sang mùa Giáng sinh cô và gia đình được mọi sự thánh thiện trong hồng ân của Thiên Chúa Giáng sinh sắp tới. Thì cảm ơn cô. Xin cảm ơn.